Hello em Vương Anh, hôm nay em nấu cái món là làm món chè nha, chè nước cốt dừa, khoai môn nước cốt dừa. Ở đây là mấy cái củ khoai môn mình mua về rửa sạch mình cắt ra. Đó, bây giờ là mình bỏ vô mình luộc trước nha đây nha. Đó, đây là khoai môn, mình bỏ vô mình luộc. Ok, còn đây là mình có cái gói bột, bột cũng là bột khoai. Đó, đây là lon nước cốt dừa, rồi bây giờ mình có đường, mình sẽ nấu cái món chè khoai môn. Cái nhà đây là cái khoai môn mới em luộc xong rồi nè, bây giờ mình cắt ra để mình làm chè khoai môn nha. Đó, bây giờ mình cắt cái vỏ này ra, gọt vỏ ra. Hôm nay mua cái củ khoai môn này á, ở chợ nó thấy nó không được ngon lắm cả nhà. Giờ mình cắt nó thành cái cục vuông vuông nghe cả nhà. Mình cắt vuông vuông theo mình thích ra nó vừa miếng ăn của mình thôi. Rồi mình cũng cắt xong rồi cả nhà. Giờ mình bỏ vô tô. Cái nhà đây là cái bột khoai. Đây để là các bạn potato. Thì bây giờ mình cho vô đây để mình áo nó một lớp ở ngoài nha. Này mình bắt lên mình luộc. Giờ mình đổ bây giờ nó đã dính áo bên ngoài một lớp rồi nè cả nhà. Đó. Sau khi mình trộn bột á, xong rồi cái mình vớt nó ra nè, giờ mình bỏ ra đây mình luộc, mình bỏ từ từ vô trong cái nồi nước mình luộc nha. Đó. Mình bắt cái nồi nước sôi lên nè, mình bỏ từ từ vô để mình luộc cho cái bột lớp bột áo bên ngoài á nó chín á cả nhà. Bỏ từ từ vô. Giờ mình để cho nó sôi lên cho nó chín nha cả nhà. Bây giờ nó bột nó đã trong, nó bao ở ngoài cái này nè, nó cái cục môn của mình á. Bây giờ mình vớt nó ra. Mình vớt nó ra mình bỏ qua bên tô nước lạnh này nha cả nhà. Mình thấy nó trong là được cả nhà. Thấy cái bột cục này nè, nó bao một lớp ở ngoài trong là được rồi. Đó. Ở đây là mình có hai lon nước cốt cả nhà, mình bỏ hai lon nước cốt vào, mình nấu hai lon nước cốt trước. Thì ở đây chè này mình không có ăn ngọt lắm, thì mình muốn bỏ bao nhiêu thì mình thích. Thì cái nồi chè này Trang bỏ khoảng 3 muỗng đường này đi. Thì để mình coi cái nó ngọt cỡ nào. Mình dặn cho chút xíu muối nha cả nhà. Sugar and little bit salt. Bây giờ mình thắng nó lên cho nó sôi lên. Rồi bây giờ nó sôi rồi nè cả nhà, nước cốt nó sôi lên rồi, mình bỏ cái khoai này vô nha.
Vì mình để cho nó sôi cho nó thấm đường rồi vô nó mới ngon nha cả nhà. Cái nồi này là khoảng 3 muỗng đường lần dừa đó cả nhà, miếng chút xíu muối. Giờ mình bỏ mấy cái hột đậu phộng vô nha cả nhà. Đó, ngon chưa? Quá đó cả nhà. Đó, nhìn thấy hấp dẫn chưa? Rồi xong rồi chè cả nhà ơi, chừng nào mình ăn mình bỏ thêm đậu phộng. Chè gì khoai môn hả? Cả nhà, chè khoai môn nước dừa thêm hột đậu phộng nữa, nóng quá cả nhà. Chè khoai môn nước cốt dừa, món này để dành cho mấy người giảm cân ăn cả nhà. Nóng ngon cả nhà, nhưng mà nóng quá. Không béo không ăn tiền. Nào không biết phê phê. Nóng quá hả? Ngồi mới ngon hả? Béo quá. Cũng vừa đủ ngọt nha. Giờ đủ ăn rồi. Hai đứa ăn chén thôi cả nhà. Còn như múc lên cho cả nhà ơi. Múc lên chén này mà không nổi. Nó béo. Hay là béo tới ốc quá ha. À, anh Tùng gắn bê lắm. Vô cái bưng cho anh Tùng ấy. Ha. Cái khớp biết anh Tùng biết không? Dùng khoai môn ngon cả nhà. Nấu vậy không biết nấu chung với cái gì luôn, nhìn không biết luôn. Nó cốt mà. Nhưng mà coi video thì biết. Vợ nấu chả đâu có coi đâu. Để coi video được. Nóng quá luôn. Ăn chung ăn hột đậu phộng mới ngon. Chắc đậu phộng này ăn không sao. Nó hôn. Đấy, nấu chín nó nhiều khi ăn nó hơi không. Không bé nè. Hình rồi. Hình chui. Nè, ăn buổi trưa snack cả nhà. Buổi trưa ăn béo quá. Thì không nổi. Đã quá. Béo quá. Em ớn luôn á. Kiếm chai nước em uống vô được. Thôi bữa chè của mình tới đây chấm dứt nha cả nhà. Ngán quá. Béo quá. Béo thiệt, cái cho mày béo chơi đâu. Ngán thiệt cả nhà. Ăn béo. Một hai muỗng nó thấy nó phê phê. Ăn nhiều quá nó ngán. Đây thôi, cả nhà nấu chè ăn nha. Thôi ghé đây mà ăn chè chung đi cho nó đỡ. Còn em đi cho á, rồi cho hết à, không để nhà ăn đâu nổi. Ok, thôi tạm biệt cả nhà nha. Hà ăn thêm miếng nữa. Nó béo mà tôi nói mình dùng mình luôn á. Ok, bye cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ. Cậy nhớ thương tụi em bấm subscribe hoặc mà bấm chia sẻ rồi ha cả nhà. Nói nói cho ăn nó vẫn ngon, ráng ăn cho đã. Cho hết cho đã. Ăn mà con vợ nhìn miệng cho ăn.
Vác cho hết đi, bỏ tàu thì chết á. Anh xem món bé bé ngọt ngọt là món của em hết trần cả nhà. Rồi, tạm biệt cả nhà ơi. Tạm biệt cả nhà. Ăn mà vợ nhìn ăn, đúng là ăn nữa mà vợ nhìn kỳ quá, không ăn nữa. Nhục quá. Bye cả nhà. Bye cả nhà. Rồi, tạm biệt, see you next time. See you next món mới. Món mới, món xôi lá cải nha cả nhà. Cái còn món này mà ăn nữa là kiểu như không gặp cả nhà luôn. Bye.